Thân mến chào quý vị khán giả và các bạn đã đến với kênh YouTube của em. Trong nội dung video clip này, em tiếp tục chia sẻ tới quý vị khán giả và các bạn những thông tin liên quan đến thầy Minh Tuệ và các vấn đề khác có liên quan đến Phật giáo. Một thông tin khiến cho em cũng khá bất ngờ khi tiếp nhận được là cũng đã có sư Minh không bị cấm đi khất thực. Trong một trạng thái, sư Minh không chia sẻ cũng rất là buồn về thông tin này. Trước hết, chúng ta không có những nội dung rất rõ ràng về việc ai là người gặp sư và ra quyết định này. Tuy nhiên, em cùng quý vị khán giả hãy xem sư Minh không chia sẻ như thế nào và trong nội dung video clip này. Đảng đó, bên đảng nhưng mà bên giáo hội Phật giáo gì đó, họ không có cho mà đi khất thực. Thì con cũng không biết đi lý do đi khất thực bên chỗ nào, bên lý do đi khất thực gì. Nhưng mà thì nghe nói không cho đi khất thực, họ chỉ nói là không cho đi khất thực thôi. Họ nói như thống nhất là mấy lời vậy đó, họ nói 4-5 lần như vậy đó, không cho đi khất thực. Câu hỏi là chắc là có văn bản không? Họ vẫn nói có. Tại vì họ nói có văn bản là không cho đi khất thực. Thì cái người đó họ làm gì? Họ quay xã Bình Đông á. Con có sao nói vậy thôi, con người tu không có nói dối. Họ nói như thế thì con hoành về thôi, thì không cho đi khất thực nữa. Thì con nói giờ không cho đi khất thực thì con lột y áo con bỏ. Nhưng mà nếu mà vì cái vấn đề mà phải cho con biết được là không cho mà cái 13 hạnh đầu đà này đi hay sao, thì họ mới không có nói là vấn đề 13 hạnh đầu đà gì cả. Họ nói là bên giáo hội với bên đảng ra văn bản không có cho đi khất thực, không có cho mà mình đi khất thực á. Là con nói không cho theo, không cho thêm cái hệ phái nào được, không cho cái bên nào. Mà con từng thề nguyện rồi, tại con nói vậy thôi, chứ con thề nguyện rồi, nếu mà con đi á, không cho đi, con dẫm chân tại chỗ, con bước 3 bước thôi, con bóc cỏ ăn cũng được nữa. Nhưng mà con vẫn học tập 13 anh đầu đà này, con có thể, con không bao giờ lui bước đâu, con có thể, không bao giờ mình lui bước đâu. Đi là không đi, đi không được, nhưng mà con đi qua đi lại thôi. Nhưng mà họ đừng có nói là, họ nói rõ ràng với con là thì bên đảng với mà bên giáo hội Phật giáo là người ta cấm không cho mà không cho đi khất thực. Thì con không có biết, con mới là hỏi hỏi như thế đó. Thì mai mốt con cũng hỏi lại mấy người kia, ví dụ mà cấm không cho đi khất thực thì thôi, thì con không đi khất thực nữa. Thì con không đi nữa, con thì phải cái gì phải chấp hành theo luật lệ. Nhưng mà những cái đó là do bên nào đưa ra đó, mình bây giờ mình phải phụ thuộc vào họ. Thì cho nên là con thì chia sẻ như thế thôi, con có sao chia sẻ vậy hả? Con đâu có nói mà cái gì phạm pháp đâu mà con phải áy náy. Con đâu có nói mà cái gì đâu, con chỉ nói là cái chú công an và Bình Đông á. Sư Minh không chia sẻ rằng sư đã nhận được thông tin từ phía chính quyền rằng không được phép đi khất thực. Sư Minh không nhấn mạnh rằng ông luôn tuân theo các quy định của Đức Phật và thực hiện 13 hạnh đầu đà, không nhận tiền hay tài sản của ai và không làm những việc trái với đạo Phật. Sư bày tỏ quyết tâm tiếp tục tu hành dù bị cấm đoán. Sư Minh không kể rằng nếu không được phép đi khất thực, ông sẽ vẫn giữ vững tâm nguyện, thậm chí bốc cỏ ăn để duy trì cuộc sống tu hành của mình. Về vấn đề đó là việc cấm khất thực. Ở đây chúng ta mới chỉ nghe thông tin một chiều về việc thiếu thông tin rõ ràng về người và lý do cấm sư Minh không khất thực. Em đặt câu hỏi về sự can thiệp của cơ quan công an trong các vấn đề tôn giáo, cho rằng đây không phải là chức năng của công an. Công an chỉ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và phòng chống tội phạm, chứ không phải can thiệp vào các hoạt động tôn giáo như khất thực. Còn theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, em trích dẫn khoản 5, điều 39 của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu rõ cương quyết ngăn chặn hành vi khất thực phi pháp và lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để làm trái với truyền thống của Đạo Phật. Tuy nhiên cần nên biết rằng quy định này áp dụng cho các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không áp dụng cho những người tu tập độc lập như Thầy Minh Tuệ. Còn về nhà nước thì Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, luôn quan tâm tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo bình thường và khuyến khích các việc làm ích nước lợi nhà, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc các tổ chức tôn giáo. Chủ tịch nước bày nhà nước Việt Nam từ lâu đã tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam là bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Quan điểm này đã được ghi nhận trong Hiến pháp từ năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013, đảm bảo quyền tự do tôn giáo của mọi công dân Việt Nam. Em khẳng định rằng không có cơ sở pháp lý và văn bản nào cấm các sư tu hành và khất thực nếu họ tu tập đúng và độc lập. Mọi người cần nên ủng hộ Thầy Minh Tuệ và cảnh giác trước việc lạm dụng quyền lực hoặc giả mạo công an. Những người tu hành đúng theo tôn chỉ mục đích của Đạo Phật, không vi phạm pháp luật hay làm trái truyền thống tôn giáo, cần được bảo vệ và tôn trọng.
Đây là toàn bộ nội dung mà em muốn chia sẻ trong video clip này. Quý vị khán giả đừng quên ủng hộ em bằng cách ấn nút like, chia sẻ nội dung video clip đến nhiều người hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở nội dung video clip tiếp theo.